Ý. Trong thế giới sống động của rừng mưa nhiệt đới, bạn sẽ tìm thấy khoảng 180 loài ếch phi tiêu độc. Với những bộ trang phục rực rỡ đầy màu sắc, nhưng những màu sắc này không phải để khoe mà là lời cảnh báo cho những kẻ săn mồi tiềm năng rằng chúng có độc. Hãy tránh xa ra. Dù những sinh vật này có kích thước nhỏ bé, không con vật nào dám đến quá gần vì chất tiết ra từ chúng chứa chất độc cực mạnh gọi là alkaloid, khiến chúng trông kém ngon lành hoặc nguy hiểm chết chóc với bất kỳ kẻ săn mồi tiềm năng nào. Nhưng chính xác thì ếch độc nguy hiểm đến mức nào? Việc xác định chính xác sức mạnh của chất độc mà chúng tiết ra khá khó khăn. Có một số loài hoàn toàn vô hại, trong khi phần lớn có chất độc trung bình. Chúng có độc nhưng không nhất thiết gây mất mạng. Tuy nhiên, có một số loài trong họ ếch này, ví dụ ếch độc phi tiêu vàng, có lớp da độc đến mức có thể hạ gục 10 người trưởng thành. Đó là lý do tại sao một số bộ tộc Nam Mỹ thông minh từ lâu đã sử dụng những con ếch này. Họ bôi nọc độc mạnh của ếch lên đầu phi tiêu và mũi tên để săn bắn. Đó là lý do chúng có tên thú vị là ếch phi tiêu độc. Nhưng câu hỏi quan trọng là chuyện gì sẽ xảy ra nếu ai đó lỡ chạm tay vào những thành viên có độc của họ ếch này? Ban đầu, thường trong vòng 1 phút sau khi chạm, nạn nhân có thể bắt đầu cảm thấy từ châm chích nhẹ đến hoàn toàn tê dại ở vị trí tiếp xúc. Dần dần, da có thể trở nên kích ứng, dẫn đến đỏ ngứa hoặc cảm giác nóng rát. Nếu chất độc xâm nhập vào mạch máu, qua niêm mạc hay những vết xước trên da, nhiều triệu chứng nghiêm trọng hơn, bao gồm buồn nôn, nôn, chóng mặt và yếu cơ có thể xuất hiện nếu lúc này không được hỗ trợ y tế. Trong một số trường hợp nặng, nạn nhân có thể bị động kinh, thậm chí tê liệt, có thể dẫn đến tử vong. Dù chưa có biện pháp điều trị hoàn toàn hiệu quả cho những trường hợp như vậy, may mắn là bác sĩ có thể kê một số loại thuốc nhất định hoặc đề xuất các biện pháp điều trị khác giúp người bệnh cảm thấy tốt hơn. Tuy nhiên, lời khuyên tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn với những con ếch này. Lần tới nếu bắt gặp ếch phi tiêu độc, hãy chỉ nhìn, đừng chạm vào chúng.